con trai Quang Dũng, Jennifer Phạm Vy bất ngờ vì vẻ ngoài điển trai, giống bố Y Đúc. Càng lớn, con trai Quang Dũng càng khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài xuất sắc của mình. Mới đây, Quang Dũng và Jennifer Phạm đã đăng tải những lời chúc mừng ngọt ngào gửi đến con trai đầu lòng của hai người. Cậu con trai 13 tuổi Bảo Nam với những thay đổi đáng ngạc nhiên về mặt ngoại hình khiến dân mạng bất ngờ. Nếu ngày bé, cậu chàng còn khá nhỏ con thì lúc này Bảo Nam trông chững chạc, cao lớn, đẹp trai hơn hẳn. Đến cả mẹ và người thân xung quanh cũng đồng tình rằng Nam sở hữu những nét đẹp lãng tử từ bố Quang Dũng. Trong một ngày vui như thế này, Jennifer Phạm cũng gửi đến con trai lời chúc mừng. Tình yêu bé nhỏ của mẹ giờ ra dáng thanh niên lắm rồi. Chúc con trai có một sinh nhật thật đặc biệt và vui vẻ. Con hãy luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn học giỏi và ngoan ngoãn, vâng lời ông bà ba mẹ nhé. Ba mẹ sẽ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Yêu con nhiều. Quang Dũng cũng đăng tải lời chúc lên trang cá nhân, chúc mừng sinh nhật con trai năm nay 13 tuổi rồi. Ba mẹ chúc con luôn vui vẻ, ngoan và thông minh. Mãi là niềm hạnh phúc và tự hào của ba mẹ con nhé. Yêu con trai nhiều lắm. Hiện tại Thái Bảo Nam đang sinh sống ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Cả Quang Dũng lẫn Jennifer Phạm vẫn cố gắng dành thời gian bay qua bay lại giữa Việt Nam và Mỹ để bù đắp cho con trai mình. Đã có một khoảng thời gian Nam quay về Hà Nội và theo học trường quốc tế vì mong muốn được gần gũi con trai của mẹ, nhưng do đã sinh sống tại Mỹ từ bé nên sau cùng Nam đã xin mẹ cho phép quay trở về sống cùng ông bà. Cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa Quang Dũng và Jennifer Phạm từng một thời nổi đình đám trong cộng đồng mạng. Cả hai gặp nhau lần đầu và nảy sinh tình cảm từ năm 2006 khi đóng cặp cùng nhau trong bộ phim Những Chiếc Lá Thời Gian. Từ đấy đôi bên quyết định tiến đến hôn nhân bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn vào năm 2007 và có đứa con trai đầu lòng, Bảo Nam vào năm 2008. Thế nhưng ngày vui chẳng dài lâu, một năm sau khi có con đầu lòng, cả hai đã ly hôn, chấm dứt mối tình lãng mạn giữa chàng ca sĩ và nàng hoa hậu khiến nhiều fan ngỡ ngàng lẫn thất vọng. Dư chấn của việc chia tay không chỉ ảnh hưởng đến cặp vợ chồng cũ khi liên tục đăng đàn chỉ trích lẫn nhau mà còn gây tổn thương đến người con trai chung của hai người. Bảo Nam đứng giữa cha và mẹ, lúc này chính là lý do để Quang Dũng và Jennifer Phạm bỏ qua mọi khúc mắc, rào cản tâm lý để có thể dành cho cậu bé những quan tâm chăm sóc, bù đắp tốt nhất. Hiện tại, cả hai người đã hòa hoãn nhiều, còn có thể xuất hiện chung trong cùng một khung hình. Quang Dũng sau một đoạn thời gian dài im hơi lặng tiếng hậu ly hôn thì cũng đã úp mở việc đang hạnh phúc trong một mối quan hệ khác. Còn với hoa hậu Jennifer Phạm, cuộc hôn nhân tiếp theo cùng doanh nhân Thành Đạt Nguyễn Đức Hải thực sự khiến cô thay đổi bản thân, vượt qua tổn thương tâm lý để có được gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Cùng với người chồng sau, Jennifer Phạm đã hạ sinh thêm 3 thiên thần nhỏ, 2 trai, 1 gái. Cha dượng cũng hết mực yêu thương Bảo Nam, cả gia đình thường dành ngày nghỉ đi chơi cùng nhau.